Lại trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Sau khi tham quan vào khám phá chợ Đông Hà tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một ngôi chợ lớn nhất tỉnh Quảng Trị. Bây giờ mình xin mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với mình rảo bước trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, để chúng ta xem có cảnh sống của bà con thành phố Đông Hà trên cái đoạn đường này như thế nào. Xin kính mời. Để chúng ta quay trở lại nhìn chợ Đông Hà một chút. Bên cạnh chợ chúng ta thấy có các cái hàng nước, hàng cà phê bán vào buổi sáng. Cái khối chợ nó còn kéo dài dọc theo đường Trần Hưng Đạo rồi đầu kia luôn, thưa quý vị và các bạn. Dọc theo cái mặt đường Trần Hưng Đạo này, phần lớn là các hàng vàng. Bên kia là đường Huyền Trân Công Chúa. Các chìa khóa làm khóa ép dẻo, đồng hồ bấm lỗ tai. Quảng Hà Mắc. Ồ, cái khối chơi con kéo dài tới đấy luôn. Vé số. Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh. Đường Phan Chu Trinh này bọc quanh chợ Đông Hà như là đường Trương Dương trong chợ Đông Ba vậy. Hoa Lan. Nhiều cái đại lý điện máy Kim Nguyệt, Kim Nguyệt, điện máy xanh, có ốc mắt, siêu thị tại Đông Hà. Có phải như đường Trần Hưng Đạo là nơi có nhiều cái công ty điện máy thiết bị và cái trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Đông Hà, siêu thị điện máy. Bên trong kia là siêu thị Sipo. FPT Shop. Nội thất Hòa Phát. Ở Đông Hà thấy bà con bán vé số là ngồi một chỗ, ít người cầm đi bán dạo. Ngân hàng Agribank. Đường Trần Hưng Đạo này cũng giống đường Trần Hưng Đạo của Huế, nhiều hàng điện tử. Bên kia là Samsung, Lê Dũng. Đường Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng tại thành phố Đông Hà. Chùa Đông Hà. Chúng ta vào khuôn viên chùa Đông Hà để tham quan một chút. Sau khi đi qua cạnh cổng cửa đi vào chùa, ép dẻo bấm lỗ tai. Đối diện trước mặt chùa Đông Hà là đường Hai Bà Trưng. Bây giờ đi vào đường Hai Bà Trưng.
Bên kia có quán cà phê. Cái mái của quán được lợp bằng tranh, nhìn rất là thân thiện. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái quán tại địa chỉ 052 Hai Bà Trưng, quán bún bò, bún thị, sáng bún bò giò chả, chiều cháo bò. Chờ gần hết rồi. Còn gì ngon không ơi? Dạ. Đây con hai tô. Trong quán bún bò con có bạn cam vắt, rồi bưởi, thanh trà. Làng Thạc Đông Hà bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Bình và Thu Thủy ăn bún bò Ó Thủy tại thành phố Đông Hà, số 5 đường Hai Bà Trưng. Vẫn là người đẹp. Cuối cùng thì cũng có. Ồ, cũng rất là hấp dẫn đây. Rồi, đây là hai tô bún bò Đông Hà rồi. Bò giò đang bốc hơi rất là ngon thơm. Mời Thu Thủy một tô. Tô còn lại là phiên của Bình thôi. Nếm cái nước như thế nào đây? Ồ. Cùng ngọt. Giòn giòn bún bò Huế. Sao không có rau sống đấy chú? Ôi rau sống rồi à? Ôi suối rửa thế. Thôi bỏ ớt. Bắt chanh rồi phải không? Phải ăn thôi. Mấy bà con cũng đã ăn bún. Bò. Một tô như thế này 25 ngàn, hai tô 50, có vẻ như là rẻ hơn bún bò Huế. Thịt cục thịt khá là to, còn thịt bò nữa, nước cũng ngọt. Thơm mùi sảo ruốc. Thưa quý vị, nói cụ thể hơn là cái sợi bún này nhỏ hơn bún Huế. Vừa ăn xong thì gặp trời mưa luôn. Chiều nay Bình định một chuyến cửa việc, liệu có đi được không đây? Tô bún bò vừa rồi chủ quán nói nhầm. Cuối cùng thì tính một tô như vậy 35 ngàn. Đây, có người đang rắc lại cái vành xe trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Đông Hà. Giờ thì đi kiếm cái quán cà phê nào đó tại thành phố Đông Hà tới uống cà phê. Xin mời quý vị và chúng ta cùng tiếp tục theo bước. Trời đang mưa, mặt đường cũng bắt đầu có một lớp nước, làm cho cái bề mặt của nó bóng hơn. Ồ, Lê Dũng hai quầy luôn. Đài Viễn Thông Đông Hà. Ở đây có hai đại lý vé số sát nhau. Rất khác với Huế là ít người bán vé số dạo. Bên kia một quầy vé số nữa. Trời đang bắt đầu càng lúc càng nặng hạt hơn rồi. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Đây là ngã tư giữa đường Lê Quý Đôn và đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà. Xa xa kia có cái bùng binh như một cái hoa. Một người o đi chợ về. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, giờ thì mình đang có mặt trên đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà. Đường Lê Lợi
quốc lộ 9, tức là đường 9. Theo hướng trước mặt thì chúng ta sẽ đi về đường Lê Duẩn, tức là cái tuyến đường Lê Duẩn đi qua trung tâm thành phố Đông Hà và đi về đến cửa Việt thuộc tỉnh Quảng Trị, thưa quý vị và các bạn. Còn đi ngược lại, tức là đi về hướng Tây, thì chúng ta sẽ đến cửa khẩu La Bảo, một cái cửa khẩu thông thương đi qua lại hai nước Việt Nam, Lào. Đây còn gọi là đường 9 Nam Lào. Bánh mì, chả cá, Thiên Đường Tóc, Hùng Cường Store. Cái cổng chào trên đường Lê Lợi. Trước mặt chúng ta là ngã ba giao nhau giữa đường Lê Lợi và đường 9, tức là quốc lộ 9 tại thành phố Đông Hà. Không quảng cáo, tại ngã ba này có quán cà phê. Sau khi ăn sáng xong, mời quý vị và các bạn cùng với bên chúng ta ghé uống cà phê tại Đông Hà. Cà phê đây. Một cà phê sữa rang xay và bạc xỉu đấy. Một đĩa thuốc. Bạc xỉu. Mời thủ quỷ. Trường đà. Ngon không? Cà phê rang xay tại Đông Hà. Giờ thêm bình uống cà phê. Ngứa đó chứ cà phê. Cà phê cũng rất là ngon. Ngứa giả chứ đâu được, chứ đâu được. Ly cà phê 14.000, còn ly bạc xỉu 18.000. Hai ly như vậy là 32.000, gần bằng $1.50. Như vậy là mình đã mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi vào một số đoạn đường ở thành phố Đông Hà ăn sáng cà phê xong rồi. Quý vị và các bạn thấy thành phố Đông Hà bây giờ như thế nào? Mọi ý kiến góp ý mong quý vị và các bạn bình luận ở bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Không quên bấm đăng ký, rung chuông, like cho video cũng như là chia sẻ đến người thân bạn bè nếu quý vị và các bạn chưa bấm đăng ký. Mình chúc quý vị và các bạn luôn mọi điều tốt đẹp, vui khỏe để đi chu du cùng với Huế Việt Nam ngày nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở gặp lần tiếp theo. Trân trọng.